Sáng ngày 25 tháng 5, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị truyền thông phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho các em học sinh tại trường Trung học cơ sở Tuân Chính. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, đại diện Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kỹ năng sống Vĩnh Phúc EDU, Ban giám hiệu, giáo viên cùng toàn thể các em học sinh trường Trung học cơ sở Tuân Chính. Tại hội nghị, các em học sinh được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, hậu quả, di chứng, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra đối với người bị nạn, gia đình và xã hội, một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến, giới thiệu các quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật. Cũng tại hội nghị, các em học sinh được giáo viên của Trung tâm Kỹ năng sống Vĩnh Phúc EDU thông tin về tình hình tai nạn đuối nước ở tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng trong thời gian qua, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Đồng thời cung cấp những kiến thức và hướng dẫn cho các em thực hành những kỹ năng bơi an toàn trong môi trường nước, cách sơ cứu, xử trí nạn nhân không may bị đuối nước. Thông qua nội dung tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho các thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Tuân Chính về kiến thức, kỹ năng thực tế để phòng ngừa và ứng phó tai nạn gây thương tích, qua đó giảm thiểu tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích và tử vong do tai nạn thương tích và đuối nước. Cũng tại hội nghị, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã trao 25 suất quà là đồ dùng học tập cho 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường Trung học cơ sở xã Tuân Chính.